Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối một thể thao vua. Bóng đã từng chạm trán nhau một lần và K15 đã giành chiến thắng thuyết phục. Cơ hội dứt điểm một không. Bàn thắng đến ngay ở phút thứ hai của một trận đấu này quá nhanh, quá nguy hiểm. Đẳng cấp của những ngôi sao mang tên K15 đã tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời của trường trung học phổ thông Yên Phong số 2. Những cô gái cực kỳ xinh đẹp và xuất sắc. Chúng ta cùng nhìn lại vào phối hợp này. Người đã dứt điểm thành công đó chính là Quỳnh Búp Bê. À không phải, Diệu Milo mới là cô gái ghi bàn. Cơ hội Diệu Milo. Vẫn là các cô gái áo đen sút ra. Một pha phối hợp cực hay. Cú dứt điểm cuối cùng đến từ vị trí của Ngọc Huyền. Cắt bóng hay, Ngọc Huyền không vào. Cơ hội đẹp vẫn không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của K15. Cú dứt điểm đầu tiên là Ngọc Huyền và tình huống băng vào của Đặng Quỳnh, nhưng Đặng Quỳnh cũng không thể chiến thắng được thủ thành Tùng Ngọc. Diệu Milo được chọc khe. Tuyệt ơi, vẫn là một pha dứt điểm không chính xác. Vừa rồi là cú dứt điểm của Phương Nguyên. Đứng chắc bóng sẽ là Dương Dương. Dương Dương treo bóng nguy hiểm, không thể dứt điểm thành công. Một pha băng vào và dứt điểm trượt, khá đáng tiếc. Chu Ngọc, vẫn là Chu Ngọc, đường chuyền rất hợp lý. Ngọc Huyền không vào. Đây mới là pha dứt điểm của Ngọc Huyền. Một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Phương Nguyên, Ngọc Huyền, siêu phẩm của Ngọc Huyền. Một cú sút xa cực kỳ đẳng cấp, bóng đã đập cột dọc và đi vào lưới. 2-0 dành cho K15 rồi. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này, tình huống phối hợp cực hay của Phương Nguyên và Ngọc Huyền. Ngọc Huyền tung ra một cú đặt lòng vào góc xa, bóng đi xoáy, đập cột dọc đi vào lưới. Không có một cơ hội nào dành cho thủ thành Tùng Ngọc cả. Không có gì bất ngờ cả. Những ngôi sao bên phía cao thủ K15. Sút nguy hiểm, bóng đi hơi cao. Và dứt điểm vừa rồi là của Dương Dương. Cú đá đã vượt qua hàng rào nhưng nó vẫn hơi cao so với xà ngang. Tuyệt đấy. Vừa rồi là cú sút của Diệu Milo. Cú dứt điểm đi chạy cột dọc của Diệu Milo. Bóng hồng K14 ngày hôm nay. Cột xa. Một đường chuyền rất hay nhưng cú đánh đầu vừa rồi bóng đi chạy cột dọc. Rất đáng tiếc. Một đường chuyền hay của Dương Dương. Thì vui tiếp tục đến với Diệu Milo sút. Không được, vẫn là pha dứt điểm của vua pha lưới giải đồng thôn Ngọc Huyền.
Vũ Hồng Quang. Nguy hiểm, cơ hội vẫn không vào. Phạt góc dành cho K15. Nguy hiểm, Quỳnh Búp Bê sút bóng rất mạnh. Đó là một cú sút trúng vào Thùy Linh. Và sút bóng đúng vào vị trí hơi nhạy cảm. Rõ ràng là Thùy Linh hơi bị khó thở một chút. Nam ơi, bác sĩ vào đi em. Đã, bảo bác sĩ đi. Một cú dứt điểm không khác gì một cú nã Đại Bác. Hay, Phương Nguyên không vào. Vào 3-0. Và đó là Hoàng Hảo. Ba không dành cho các cô gái K15 rồi. Rất đơn giản. Một cú dứt điểm từ xa, bóng này ra. Ngày hôm nay thì thủ thành bên phía K14 đang sử dụng hơi nhiều những kỹ năng lấy đầu gối để cản bóng. Và bóng hay bị bật ra. Sút xa. Nguy hiểm. Bóng đi chạy không xong. Bóng ra xuống của Dương Dương. Vio. Đó là một cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của Violet để rút ngắn tỷ số cho tận 1-3. Tuyệt vời. Khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng của Violet ngày hôm nay. Lần đầu tiên được điền tên lên bảng đếm số. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Một bàn thắng được đánh giá là đẹp nhất. Chắc chắn là sẽ là một bàn thắng đẳng cấp rồi. Cự ly dứt điểm rất xa. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào. Phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.